Tượng hình quyền là một loại quyền thuật rất phổ biến trong võ thuật Trung Hoa, dựa trên các động tác mô phỏng thần thái bộ hình các loài động vật, cả đến biểu hiện hình tượng một số nhân vật lịch sử cổ đại. Ngoài rèn luyện thân thể có giá trị thẩm mỹ, trong phương pháp tư duy tượng hình và nghệ thuật, tôn vinh vẻ đẹp về thể hình của con người. Vượt ra ngoài phạm vi võ thuật đơn thuần, những bộ phim ứng dụng loại hình võ thuật quyền thú này đã trở nên vô cùng phổ biến trong nền văn hóa đại chúng, đặc biệt là đối với văn hóa phương Đông. Nhận thấy tiềm năng ấy, Toei đã chắt lọc nguồn cảm hứng này để đưa vào chủ đề cho bộ Super Sentai thứ 31 của mình, ra mắt vào ngày 19 tháng 2 năm 2007 trên đài TV Asahi. Đó là Chuken Sentai Geki Ranger. Chào mừng các bạn đã đến với JTK Media. Và giờ, qua kịch bản được viết bởi anh Danh Phương, hãy cùng chúng mình tìm hiểu bộ phim này nhé. Bài review lần này sẽ có cách triển khai hơi khác một chút. Chúng mình sẽ điểm mặt cốt truyện, nhân vật trước, sau đó mới phân tích đánh giá kỹ tới ưu nhược điểm của bộ phim. Cảm nhận tâm tư muôn thú trong huyết quản, loại quyền pháp ẩn chứa sức mạnh của muôn loài, đó chính là Chuken. Chuken phân chia ra thành hai trường phái đối lập nhau. Một, những Chuken của chính nghĩa, Geki Chuken Beast Art. Hai, Chuken hắc ám, Rin Chuken Akugata. Hai trường phái ngày đêm luyện tập, không ngừng học hỏi, không ngừng thay đổi, nhằm đạt tới đỉnh cao của võ học. Lời dẫn chuyện cất lên ngay sau tiếng cồng chiêng ở đầu opening đã thể hiện rất rõ bối cảnh chủ đề của bộ phim. Chuken Sentai Geki Ranger là cuộc đối đầu giữa hai trường phái võ học Geki Chuken và Rin Chuken, là hành trình rèn luyện, học hỏi và thay đổi bản thân của các võ sư trong phim, đang xen với đó là những bài học về đạo lý làm người. Đúng như lời dẫn, không ngừng học hỏi, không ngừng thay đổi, phim có một cốt truyện được phát triển liên tục, dày đặc tình tiết, là hành trình phát triển của tất cả các nhân vật trong phim. Đây là một điểm cộng rất sáng cho series, một điểm độc đáo giúp cho Geki Ranger nổi bật hơn với các chiến đội Super Sentai khác, vốn chỉ mang một mạch truyện đơn giản. Tin mình đi, series có cốt truyện cực kỳ cuốn hút, với các tuyến truyện kéo dài nhiều tập và chất xúc tác khiến bạn sẽ không ngừng theo dõi tới hết chặng hành trình. Bây giờ, ta sẽ bước sang tìm hiểu dàn nhân vật tiêu biểu của bộ phim này nhé. Phim sở hữu một lượng nhân vật khá đông đảo và được chia khá đều cho cả Geki Chuken lẫn Rin Chuken. Vì số lượng nhân vật đồ sộ nên mình chỉ giới thiệu những nhân vật tiêu biểu mà thôi. Từ xưa, môn phái Chuken, loại hình võ thuật dựa trên các loài động vật, được sư tổ Rusei sáng tạo ra. Ngài thu nhận 10 đệ tử và truyền dạy võ công cho họ. Do mâu thuẫn về mặt tư tưởng triết lý, 3 trong số 10 đệ tử đã sử dụng cấm thuật của Geki, trở thành các quyền ma và giết chết sư phụ Rusei của mình. Họ tách ra khỏi Chuken, lập nên trường phái Chuken Hắc Ám, Rin Chuken Akugata. 7 người đệ tử còn lại vì muốn trả thù cho sư phụ nên cũng sử dụng cấm thuật, trở thành các quyền thánh và đấu một trận sinh tử với 3 cựu đồng môn. Cuối cùng, thất quyền thánh chiến thắng, tam quyền ma thua trận, cơ thể và linh hồn họ bị phong ấn lại. Sau đó, thất quyền thánh đã kế nghiệp sư phụ, dẫn nên trường phái Chuken chính nghĩa, Geki Chuken Beast Art. Môn phái này hoạt động dưới hình thức một công ty sản xuất đồ thể thao, Scrap. Trưởng môn hiện tại là quyền thánh Miu, quyền Safu cùng 6 vị quyền thánh khác. 3 học trò chính của ông đồng thời đại diện cho 3 điểm cốt lõi của mỗi người tập võ, đó là Kandozan là một cậu bé rừng xanh được hổ nuôi lớn. Từ nhỏ, cậu đã sống trong rừng, cách biệt với xã hội loài người. Một ngày nọ, cậu rơi vào cuộc chiến giữa Miki, trợ lý của Safu, và một môn đệ Rin Chuken sử dụng bọ ngựa quyền. Zan được Miki đưa về trụ sở Crash, gặp gỡ Safu và được ông nhận làm đệ tử. Do sống trong rừng từ nhỏ, Zan có bản tính hoang dã, cư xử như một đứa trẻ con và thường gặp khó khăn trong việc diễn tả cảm xúc của mình. Đó cũng là lý do cậu đặt ra những từ vô nghĩa nhằm miêu tả cảm xúc. Zan luyện tập hổ quyền, giống như lời Rokon, Unbreakable Body, Zan chú trọng vào thể lực cũng như các đòn đánh thiên về sức mạnh. Vì sống trong rừng từ nhỏ, Zan luôn tràn đầy năng lượng và có thể lực dồi dào hơn hẳn các thành viên khác. Sau này, cậu được quyền thánh Sa Ngư Quyền, Saki-chan, nhận làm đệ tử và học được đạo pháp từ ông, cùng sự cố gắng không ngừng nghỉ và học hỏi lẫn nhau. Là nhân vật cốt cán trong mạch truyện của phim, gần về những tập cuối, quá khứ tiểu hổ này cũng dần được hé lộ.
Misaki Ran, thành viên nữ duy nhất của Geki Ranger và đồng thời là đội trưởng của nhóm. Xuất thân từ một gia đình danh giá, Ran được mẹ cho phép theo học thầy Safu cho đến khi kết hôn. Ở Scrap, cô đảm nhiệm vai trò dạy võ cho trẻ em. Với Honest Heart, Ran sở hữu tâm hồn trong sáng, luôn hướng thiện. Cô hiểu rõ và tin tưởng vào những điều mình làm, cô sống và chiến đấu với sự thẳng thắn vô tư. Tuy vậy, thời gian đầu, Ran có sự nghi ngờ bản thân và xin sư phụ của mình được từ bỏ việc luyện tập ở Gekizuken. Nhưng Safu đã giúp cho Ran lấy lại được dũng khí. Ran luyện tập liệp báo quyền với các đòn đánh thiên về tốc độ và thành quả của sự vững tâm luyện tập. Sau này, cô được quyền thánh tượng quyền Elohim Kimpo truyền dạy kỹ thuật dùng lưu tinh trùy và quan trọng hơn là bài học về tìm kiếm niềm vui trong công việc. Fukami Retsu trở thành học trò của Safu là vì muốn hiểu rõ hơn về tình yêu võ thuật của anh trai mình, Fukami Go, người được cho là đã chết. Retsu có một tài năng về hội họa, nhưng anh quyết định bỏ ngỏ để trở thành nhân viên dạy võ của Scrap. Khác với Ran, học sinh của anh ở nhóm tuổi thiếu niên với các bài tập phức tạp hơn, cần nhiều kỹ thuật. Luyện tập báo quyền. Retsu là con người cầu toàn, khéo léo và tinh tế. Cậu tập trung vào phát triển các đòn đánh thiên về kỹ thuật, luôn tìm kiếm sự hài hòa và kiểu cách trong nghệ thuật, đạt đến mức lay động lòng người trong chiến đấu. Sau này, ấn tượng bởi kỹ thuật mê hoặc của quyền thánh biên bức quyền Bát Ly, Retsu xin phép được theo học ông, học được kỹ thuật sử dụng quạt trong chiến đấu, cũng như cảnh giới của chân thiện mỹ. Để đạt tới đỉnh cao của võ thuật, người học cần hội tụ đủ tâm, kỹ, thể, là cái tâm hướng thiện, kỹ thuật xuất chúng và thể lực hoàn hảo. Yan, Ran và Retsu đều rất nổi trội trong thế mạnh của họ, đặc biệt là sau đợt huấn luyện cùng với từng vị quyền thánh. Tuy vậy, mỗi người lại tồn tại những khiếm khuyết cho riêng mình. Trở thành Geki Ranger, sát cánh bên nhau, ba người bọn họ trở thành một tam giác thể tâm kỹ hoàn thiện, vững chắc, phát huy điểm mạnh, bù trừ những điểm yếu của nhau. Điều này càng làm nổi bật tinh thần của Super Sentai, nơi luôn đề cao sự đoàn kết giữa con người. Một tập thể mạnh sẽ kéo những người trong đó đi lên. Muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Muốn đi xa, hãy đi cùng nhau. Nhưng để đi xa hơn trên con đường võ học, chỉ dựa vào nhau thôi là chưa đủ. Mặc dù cả ba đã cùng đồng lòng sát cánh tương trợ bên nhau, tam giác thể tâm kỹ vẫn bị áp đảo bởi Rinchuken, khiến cho Safu bị kẻ địch bắt đi. Tuyệt vọng vì sự bất lực của bản thân, Yan, Ran, Retsu phải tìm đến sự giúp đỡ của ba vị quyền thánh còn lại, cũng là bộ ba thể tâm kỹ khác. Đại tinh tinh quyền, Gorien, Xí Nga quyền, Michapen và Linh Dương quyền, Pion Pao. Thử thách từ bộ ba quyền thánh đã giúp bộ ba lĩnh hội Kageki, hình thức cực hạn của Geki Shuken, điều mà chưa ai làm được, và hy vọng cuối cùng để đánh bại kẻ thù, giải cứu sư phụ Safu. Đây cũng là lần luyện tập gian nan nhất vì nó buộc các chiến binh Geki Ranger phải vượt qua điểm yếu của mỗi người, chiến thắng chính các quyền thánh. Chỉ khi vượt qua được giới hạn của bản thân, cùng với trái tim chính nghĩa, ba người bọn họ mới thực sự tạo nên một tam giác hoàn hảo, làm nên kỳ tích đạt đến Kageki. Một tập thể mạnh được vun đắp lên bởi từng cá thể mạnh, nhưng để nó có thể vươn xa, đạt tới những điều vĩ đại thì mỗi cá nhân đều phải có trách nhiệm tự hoàn thiện bản thân, mọi người vì một người và một người vì mọi người. Sau này, khi tuyến truyện đã đi tới mạch giữa, đội hình Geki Ranger được bổ sung thêm hai thành viên mới. Tam giác thể tâm kỹ nay được mở rộng bởi hai yếu tố khác là trí, tài. Fukami Go, Geki Violet, đồng thời cũng là anh trai của Retsu, Geki Blue. Go, Miki và Ryo khi xưa từng là học trò cũ của Safu. Go được cho là đã bị Ryo giết chết 15 năm trước. Nhưng sự thật là để ngăn cản bạn mình, anh đã sử dụng cấm thuật của Geki, chưa thức đã làm nên 7 vị quyền thánh kể trên mất đi nhân dạng con người. Nhưng do kỹ thuật chưa hoàn hảo, Go bị mất đi ý thức, kẹt ở nhân dạng sói và lang thang suốt 15 năm nay. Khi còn là học trò của Safu, giống như bộ ba, Go cũng đã cố luyện Kageki. Nhưng vì lối sống ích kỷ, thiếu ý chí chính nghĩa, thay vì lĩnh hội được Kageki, Ki của anh đã biến đổi thành hình thái khác, được gọi là Shigeki, với các đòn đánh của Lan Quyền
lấy ý tưởng dựa trên môn Muay Thái. Hình thái kỳ này là lý do ban đầu khiến anh từ chối gia nhập nhóm, vì nghĩ quyền pháp của mình đã bị dơ bẩn. Vậy các bạn có thể tự hỏi, vì sao một con người sống ích kỷ, thiếu ý chí chính nghĩa như Go lại là đại diện của ý chí? Điều này thể hiện ở chi tiết, mặc dù Go luôn tỏ ra là người tôn thờ chủ nghĩa cá nhân, sâu thẳm bên trong, anh vẫn luôn có niềm tin vào chính nghĩa. Go nhận ra rằng, cho dù sức mạnh mình sở hữu có cấm kỵ hay nguy hiểm thì cũng không quan trọng. Quan trọng là cái cách mà anh sẽ sử dụng nó. Chính anh sẽ tự quyết định mình có xứng đáng hay không. Sau cùng, chính ý chí sắt đá đã giúp Go áp chế bản năng sói hoang dã của mình, trở thành Geki Violet, sánh vai chiến đấu bên cạnh các Geki Ranger. Ken, Geki Chopper là thành viên cuối cùng gia nhập nhóm Geki Ranger. Khác với những thành viên còn lại, Ken là con người tự do, vô trách nhiệm và lười biếng, đặc biệt trong việc luyện tập. Sự vô kỷ luật của anh đã khiến cho bố và em gái anh gặp nhiều fan lo lắng và nổi giận. Tuy vậy, Ken sở hữu tài năng thiên bẩm với chiêu thức Geki Kensan. Anh có thể vận Geki của mình, tập trung nó lại thành một lưỡi dao sắc bén như kim cương. Kỹ thuật được Safu nhận định rằng, cho dù quyền thánh lần đầu luyện Chokin cũng không tài nào làm được, là kỹ thuật độc nhất của Ken. Với năng lực đặc biệt này, khi biến hình thành Geki Chopper, anh luôn cầm theo chiếc Side Blade, tượng trưng cho lưỡi dao Geki Kensan đó. Ken luyện tập Tê Ngưu Quyền, quyền pháp cổ xưa nhất, từng được sử dụng bởi Master Bruce. Vì có được mối liên kết chặt chẽ với vị sư tổ, thay vì phải vận công triệu hồi Geki Beast như 4 thành viên còn lại, Geki Chopper được truyền thánh thú Teyek Sadain, linh thú của Chokin. Nói thêm về Amazing Ability của Ken, mặc dù chỉ là Geki thông thường, nhưng nhờ vào Geki Kensan, Ken vẫn sánh ngang với các thành viên còn lại. Thậm chí, tập 34, anh còn một mình đánh bại được Hải quyền Ba Kiệt Thủy quyền Rageku trước sự ngỡ ngàng của Ryo. Hay tập 43, với sự giúp đỡ của Geki Cloud, trong phút chốc, Ken đã vận được Kageki, điều mà bộ ba đã phải đổ biết bao sức lực mới có thể chạm tới. Kỹ thuật Geki Kensan cũng như Tê Ngưu Quyền được lấy ý tưởng dựa trên Karate Do của Nhật. Tài và trí đại diện cho hai yếu tố thiên sinh và hậu sinh của con người. Muốn tới thành công thì con người cần ít nhất phải có tài năng trời ban hoặc phải có ý chí bền bỉ rèn luyện. Hai yếu tố tuy khác biệt nhưng cũng có thể song hành cùng nhau. Với sự bổ sung thiết yếu, đội hình Geki Ranger nay đã hoàn thiện đầy đủ thể, tâm, kỹ, trí, tài. Việc đưa hai chiến binh mới vào đã khiến cho phim được đa dạng hơn. Mặc dù là một cách xử lý không được mới ở Super Sentai, nhưng kịch bản của Geki đã làm tốt hơn thế với sự xuất hiện của các Senshi mới. Không chỉ đơn thuần là giới thiệu nhân vật, giới thiệu các món đồ chơi ăn theo, mà trái lại, họ đều có một tuyến phim hoàn chỉnh là bàn đạp cho việc khai thác các mối quan hệ trong quá khứ, mở rộng thế giới Jokin. Mặc dù với thời lượng tình tiết dài đặc với nhiều mối quan hệ đang xen trong phim, các nhân vật trong Geki Ranger vẫn được phân chia điểm sáng và đức diễn vô cùng đồng đều, chứ không chỉ tập trung riêng vào Red. Giờ ta sẽ bước vào tuyến nhân vật phản diện tiêu biểu của bộ phim. Sau khi làm phản và giết sư phụ Brusai của mình, ba vị quyền ma đã lập nên trường phái Rinchuken Akugata và thu thập đệ tử. Tuy vậy, sau khi thua cuộc trong trận chiến sinh tử và bị 7 vị quyền thánh phong ấn, Rinchuken rơi vào quên lãng và chỉ thực sự trở lại khi người học trò cũ của Safu là Ryo hồi sinh trường phái. Anh ta hồi sinh các môn đồ cũ của Rinchuken thành các cương thi nhằm thực hiện mục đích của mình. Trưởng môn của Rinchuken sử dụng sư tử quyền. Khi còn nhỏ, cả gia đình Ryo đã bị một con quái vật sát hại một cách tàn nhẫn, để lại trong lòng anh ta một cú sốc tâm lý không hề nhỏ. Sau tấn bi kịch ấy, mục tiêu duy nhất trên đời của Ryo chỉ là tìm kiếm những sức mạnh để không bao giờ phải chịu đau thương nữa. Do thương cảm tình cảnh, Safu nhận Ryo làm đệ tử và dạy anh Geki Chokin. Nhưng quyền thú chính nghĩa sớm đã khiến cho Ryo cảm thấy nhàm chán. Anh phản bội thầy, mặc cho mọi nỗ lực ngăn cản của Miki và Go, tìm đến điện Rinju, tái gây dựng trường phái và trở thành trưởng môn. Ryo đã hồi sinh các Rinrinshi để gây khổ đau cho chúng sinh,
nhằm hồi sinh tam quyền ma để học hỏi từ họ. Sau khi được không quyền ma ưng quyền Kata và hải quyền ma kiệt thủy quyền Rageku dạy cho cách khai thác sức mạnh từ lòng oán hận và đố kỵ, Ryo có thể áp đảo được Geki Ranger. Để có thể tiếp tục mạnh hơn nữa, Ryo hồi sinh quyền ma cuối cùng, người khai sinh ra Rinchugan, đại địa quyền ma hùng quyền ma cư. Xuyên suốt phim là sự cạnh tranh đối đầu giữa sư tử và mãnh hổ, Ryo và Jan. Do anh cảm nhận được, ki hổ toát ra từ người Jan rất giống với vị tuyền bối khi xưa mà Ryo chưa thể vượt qua. Có thể nói, Ryo được xây dựng là một kỳ phùng địch thủ với Jan, là đối tượng Retsu đặt mục tiêu đánh bại và là người bạn mà Go muốn ngăn cản. Được hồi sinh bởi Ryo và trở thành cánh tay phải của anh, Mele là người sử dụng tích dịch quyền. Sau khi được hồi sinh, cô đem lòng yêu Ryo và sẵn sàng làm mọi thứ chứng minh tình cảm của mình, thậm chí là đặt cược cả tính mạng của bản thân. Do đó, Mele dần dần được Ryo để ý và tin tưởng, cố gắng cùng anh đi tới đỉnh cao võ học. Tuy là con người có phần thủ đoạn, Mele lại trung thành tuyệt đối với Ryo. Dù nằm bên phía phản diện, biên kịch vẫn không quên phát triển tính cách đầy bản sắc cho hai nhân vật Ryo và Mele. Hai người họ đối diện với lần lượt từng vị quyền ma, chứng tỏ khả năng của bản thân và khai thác từng góc khuất trong sức mạnh của bản thân mình. Dù là tuyến phản diện, hai nhân vật này vẫn tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng fan bởi sự lạnh lùng nhưng hết mực uy quyền của sư tử đen Ryo, hay lòng trung thành tuyệt đối của Mele, và hơn hết là tình yêu sâu nặng thấm đẫm sự hy sinh mà Mele nguyện dành cho Ryo. Ryo và Mele là trường hợp đặc biệt dù nằm ở phe phản diện, thậm chí là ở tuyến phản diện chính xuyên suốt bộ phim, nhưng họ lại được công nhận là thành viên của Super Sentai. Nhân vật cuối cùng có thể nói là then chốt của series, đó chính là Long. Mình đã cân nhắc khá nhiều có nên viết về hắn hay không, nhưng nếu không đề cập đến nhân vật này thì sẽ là một sự thiếu sót vô cùng to lớn. Giai đoạn đầu, Long xuất hiện tự xưng là môn hạ của Rinchugan, nhưng luôn có hành tung mờ ám. Hắn thường xuyên tiếp cận với Mele và hầu như chỉ Mele biết được sự tồn tại của hắn. Hắn nhiều lần giúp đỡ Ryo và Mele đạt được sức mạnh, cũng như thể hiện là một cận thần trung thành với sư tử đen. Chỉ khi ba vị quyền ma chết, Long mới được tiếp cận Ryo và giới thiệu anh đến với Genchugan, loại hình võ thuật phát triển từ Rinchugan dựa trên các thần thú. Dần dần, âm mưu thực sự cũng như thân phận của Long sẽ được tiết lộ từ đây. Là thù hay bạn, vẫn nên để các bạn tiếp tục theo dõi. Bây giờ, hãy cùng mình khám phá những yếu tố đặc sắc của Geki Ranger nhé. Đầu tiên, về cách xây dựng thế giới. Phim khai thác phong cách võ thuật Trung Hoa, vậy nên thế giới trong Geki Ranger cũng được xây dựng theo hơi hướng giống phim võ hiệp Trung Quốc ngày xưa, với mô típ trường phái võ thuật, mối quan hệ sư phụ, thầy trò, cũng như mối quan hệ nội đấu môn phái. Đây là điểm mình tâm đắc nhất của Geki Ranger, khi phim đã tận dụng triệt để từng tập phim đã tạo nên một thế giới chứa kình với bề dày lịch sử đáng nể. Từ chuyện ông tổ Rusei khai sinh ra Geki và 10 vị đồ đệ trở thành quyền thánh, quyền ma, đến chuyện quá khứ của Ryo với Go, Safu, Miki, để minh chứng cho việc có rất nhiều người chọn con đường này để luyện tập và không ít người sa ngã. Phim cũng xây dựng hệ thống phân cấp sức mạnh cho cả hai hệ thống Geki Chūken và Rinchūken theo thứ tự võ sư đơn thuần, võ sư nhận được Geki hay Rinki, võ sư đạt đến cảnh giới cao hơn hình thái Geki hoặc Dorinki, rồi đứng đầu là các quyền thánh và quyền ma. Geki Chūken cùng Rinchūken được xây dựng một cách đối xứng nhau, thể hiện sự đồng đều và cân bằng âm dương giữa hai trường phái đối lập, nhưng lại chung nguồn gốc, càng làm rõ tính cạnh tranh giữa hai trường phái, không ngừng thay đổi, không ngừng học hỏi này. Hơn thế, các biến thể của Geki như Shigeki của Go, Geki Kenshan của Ken hay Dorinki phát triển từ Rinchugan cho ta thấy tiềm năng phát triển sáng tạo không giới hạn của Chugan cũng như là võ học, đồng thời tạo nên nét phong phú trong lối chiến đấu và cá tính cho nhân vật. Một thế giới Chugan chân thật được thể hiện qua các địa danh, ý nghĩa hay bảo vật Chūken, ví dụ như thánh địa Chūken, nơi chứa đựng truyền thừa của Rusei trong thánh thú tê giác Saidan, hay điện Rinchu, nơi truyền thừa võ học tà ác của Rinchugan.
Với sự xây dựng thế giới tỉ mỉ này, người xem có một cảm giác như Shogun thật sự tồn tại, là một môn võ có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời, được phân chia làm chánh phái như Genki Shogun hay tà phái như Rin Shogun. Việc xây dựng thế giới chi tiết như vậy là một điểm cộng rất lớn cho Genki Ranger, điều mà nhiều bộ Sentai có ý tưởng ban đầu độc đáo khác không thể làm được. Và cũng do phim dựa trên triết lý võ thuật Trung Hoa, thông qua quá trình rèn luyện và trưởng thành của nhóm Genki Ranger kết hợp với những triết lý sống trong võ thuật, phim cũng mang tới cho chúng ta rất nhiều bài học sâu sắc và đắt giá. Kung Fu lives in everything we do, Xiao Zui. Xét về biên đạo võ thuật, là một series nói về võ thuật Trung Hoa, phần hành động của phim được đầu tư rất kỹ. Nếu so với một bộ gần nhất cũng mang hơi hướng võ thuật là Die Ranger, thì có thể thấy Genki Ranger đã làm tốt hơn rất nhiều trong khoảng biên đạo võ thuật. Phong cách chiến đấu của Genki, ngoài việc cho thấy uy lực của những võ sư, còn thể hiện được tính đẹp mắt, nét nghệ thuật, cùng với sự phong phú đa dạng với nhiều loại hình quyền pháp, một thứ vốn là đặc trưng của võ thuật Trung Hoa. Mình thật sự ấn tượng với hình ảnh của Ken dùng dao chẻ đôi mặt nước trong tập 28, hay như trận đấu cuối cùng giữa bộ ba Genki Ranger với Long. Tương trợ cho các trận đấu là những bài soundtrack mang nét cổ xưa, đề cao sự luyện tập bền bỉ và hướng tới đạo làm người. Và âm nhạc cũng chính là một trong những yếu tố then chốt góp phần làm nên cái hay của bộ phim. Không chỉ bản opening chủ đề cực kỳ bắt tai và đáng nhớ, các background music tương trợ cũng đã làm vô cùng tốt vai trò của mình. Tất nhiên, có ưu điểm thì cũng sẽ phải có những khuyết điểm. Thứ nhất, Genki Ranger là một cốt truyện cực kỳ dày tình tiết, khiến trẻ em khó theo dõi. Thứ hai, tạo hình Shanxi không có thắt lưng cũng gây ra những phản ứng trái chiều khi mới ra mắt. Thứ ba, điểm mang nặng tính cá nhân. Mình không mong chờ Sentai phải có một cốt truyện dày tình tiết vì đã có Kamen Rider làm điều đó. Thứ mình mong chờ ở franchise Super Sentai là các hình ảnh đẹp, những khoảnh khắc chậm để người xem có thể cảm nhận được những nét đẹp và thông điệp được truyền tải. Genki Ranger vì quá tập trung vào khai triển cốt truyện nên hình ảnh mang tính biểu tượng cho Super Sentai tuy có xuất hiện nhưng không được nhiều. Đây là một điểm trừ đáng tiếc để series có dấu ấn sâu đậm hơn trong lòng mình. Mặc dù có nhiều yếu điểm trên, nhưng Genki Ranger vẫn luôn là một bộ phim cực kỳ xuất sắc mà mình sẵn sàng giới thiệu cho bất cứ ai. Là một trong những phần phim Super Sentai khá là hoàn thiện và độc lạ, thoát ly khỏi khuôn mẫu thông thường của dòng phim. Còn các bạn có cảm nghĩ như thế nào về bộ phim này? Các bạn có đồng tình hay không đồng tình quan điểm nào của chúng mình không? Hãy để lại comment ở phần bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận nhé! Nếu như yêu thích những sản phẩm của chúng mình thì đừng quên like, share và subscribe để tiếp tục đồng hành cùng nhóm trong những video tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Siris của RTK Media. Xin chào. Xin chào, mình đi ngủ đây. Trời ơi, mình mệt quá. Annette đã sửa để phụ hình. Mày là cuối cùng. Joker! Mày và mày là... Mày sẽ không thể chiến đấu với mày.